Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất. Tập 37. Chương 361, sáng sớm. Giang Bắc Nhiên ngồi trên một góc mái hiên của Huyền Thính Điện, đùi phải lắc lư giữa không trung. Tay trái cầm la bàn thỉnh thoảng chuyển động một chút, nhìn mặt trời mọc ở phương xa, hắn bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề chưa rõ đêm qua. Tuy nói trong cung này, trong bất kỳ canh giờ nào, nhị thập bát tú tỏa quỷ trận thật sự đã phát huy hiệu quả rất tốt, đủ để đối phó với huyền sư. Nếu lựa chọn đã nói phải cường hóa nhị thập bát tú tỏa quỷ trận, chứng tỏ ít nhất sẽ có người cấp thấp nhất là huyền sư vào cung gây sự với hắn. Mà đại huyền sư dù ở Yểm Nguyệt Tông cũng xem như loại tồn tại cấp cao, có thể khiến họ thực hiện nhiệm vụ tự sát vô cùng khó khăn. Tựa như anh kiệt hội, triều đình cùng tên hoàng đế khốn kiếp chuẩn bị 10 năm, bất quá chỉ có được vài đại huyền sư tới thực hiện kế hoạch châm ngòi ly gián mà thôi. Dù sao người tu luyện có thể đạt tới đại huyền sư, chứng tỏ đối phương có thiên phú hơn người, sao mà không tiếc mạng cho được. Giang Bắc Nhiên dùng tay che ánh nắng dần le lói, một suy nghĩ bỗng xuất hiện. Lúc trước, hắn nghĩ dù Ân Giang Hồng ngoài miệng yên tâm về mình, cam đoan tuyệt đối không ai dám động đến hắn, có lẽ đã âm thầm để lại một hoặc vài cao thủ hộ vệ trong cung. Khi ý nghĩ này vừa dâng, Giang Bắc Nhiên vô cùng khinh bỉ Ân Giang Hồng, lão hồ ly này đang muốn làm gì đây? Quả thực là tự tin một cách mù quáng mà. Mà bây giờ, chẳng lẽ lại cần người của Ân Giang Hồng ra tay ư? Từ khi biết Ân Giang Hồng tới nay, Giang Bắc Nhiên có thể cảm nhận được từ đầu đến cuối Ân Giang Hồng đều nghi ngờ thực lực hắn không chỉ dừng ở luyện khí cảnh đơn giản như vậy. Từng nhiều lần dùng lời nói thăm dò hắn, nhưng vì Ân Giang Hồng từng tự tay đo huyền khí cho Giang Bắc Nhiên nên hẳn đối phương cũng tự hoài nghi bản thân là đang cả nghĩ. Bây giờ hắn đã được làm hoàng đế, Ân Giang Hồng hồ ly kia hẳn muốn hợp tác với hắn, cơ mà trước đó cần phải thăm dò nội tình của hắn trước đã. Lão già này đúng là thích nghi thần nghi quỷ. Dựa theo suy nghĩ này mà tính tới, Giang Bắc Nhiên dần hiểu ý của nhiệm vụ vừa rồi. Sở dĩ Ân Giang Hồng luôn hoài nghi hắn che giấu thực lực là vì hắn có biểu hiện quá tốt. Có thể vô tình hóa giải nguy cơ cho Phong Châu lại chỉ là thiếu niên làm đệ tử ký danh ở Quy Tâm Tông 6 năm, am hiểu kỳ nghệ mà thôi. Ân Giang Hồng không tin, cho nên lão hồ ly thăm dò mấy lần không có kết quả, từ đó muốn đổi cách thăm dò. Chơi cứng đối cứng, cho nên ý nghĩa của nhiệm vụ lần này là vì Ân Giang Hồng. Để đối phương nghĩ thứ hắn cất giấu là khả năng bày trận cao siêu này. Khác với cờ vây, người bày trận chỉ cần có đủ thời gian, muốn giết người tu luyện đẳng cấp thế nào đều được. Trước khi thực lực đủ, ẩn giấu át chủ bài là vô cùng bình thường. Mà trận pháp cũng gian nan như tu luyện vậy, kiến thức cần học rất nhiều. Chỉ trong 6 năm có thể tiện tay hoàn thiện nhị thập bát tú tỏa quỷ trận cao cấp tuyệt đối được coi như là thiên tài. Nhiều đây đã đủ để Ân Giang Hồng nghĩ hắn nắm rõ lá bài tẩy của Giang Bắc Nhiên. Hy vọng sau lần này, lão gia hỏa kia có thể yên tĩnh hơn. Đối với dạng hành vi thăm dò này của Ân Giang Hồng, Giang Bắc Nhiên cũng rất hiểu. Giống như khi hắn thu tiểu đệ vậy, phải tìm hiểu kỹ, thông qua nhiều tầng lớp, được hệ thống khẳng định mới thu vào dưới trướng. Ân Giang Hồng cũng thế, hắn muốn xây dựng nghiệp lẫy lừng cùng mình, khẳng định sẽ phải tìm hiểu tỏ tường. Nhưng mấy cái như át chủ bài, chỉ có mỗi mình Giang Bắc Nhiên biết mới gọi là át chủ bài, thêm người khác biết sẽ thành minh bài rồi. Giang Bắc Nhiên cảm thấy mình đã đoán đúng 8-9 phần 10 nên cất la bàn đi, nhảy xuống khỏi mái hiên, lặng yên không tiếng động về tẩm cung. Sau một đêm bận rộn, Giang Bắc Nhiên không những không mệt, ngược lại thần thái còn sáng láng, dứt khoát không cần ngủ bù, hắn lấy một bản điển luận từ trong càn khôn giới ra, bắt đầu nghiên cứu. Mãi đến giờ thìn, một tên hoạn quan mới tới trước cửa hô, bệ hạ, nên dùng điểm tâm sáng rồi. Vào đi, Giang Bắc Nhiên khép sách lại hồ. Kẹt một tiếng, cửa gỗ lim to lớn nặng nề được đẩy ra, bốn cung nữ đi theo hoạn quan cùng vào, trong đó có cả Khổng Thiên Thiên nữa. Thất thần làm gì, còn không hầu hạ bệ hạ thay quần áo. Hoạn quan thấy bốn cung nữ đều thất thần, vội thúc giục. Vâng, bốn cung nữ đồng thanh đáp, tới bên cạnh Giang Bắc Nhiên. Đế bào có phần phức tạp, nhất là lúc thắt đai lưng, nếu thắt không tốt, mỹ quan là chuyện nhỏ,
lên triều mà Lôi Thôi mất thể diện, cung nữ mất đầu như trời. Giang Bắc Nhiên thấy Khổng Thiên Thiên cầm đai lưng nghiên cứu bèn đoạt lấy, ngươi ra ngoài đợi đi, nơi này không cần ngươi. Thấy tiên sinh không tín nhiệm mình, Khổng Thiên Thiên có chút ủy khuất, nhưng vẫn nghe lời lui ra ngoài. Giang Bắc Nhiên thuận thế đưa đai lưng cho cung nữ bên trái, đột nhiên hứng thú hỏi, ngươi tên gì? Cung nữ kia nghe xong lại sững sờ, tiếp đó tim đập rộn lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hoàng thượng hỏi tên ta, hoàng thượng hỏi tên ta. Nhưng kích động xong, cung nữ lập tức thi lễ vạn phúc rồi đáp, hồi bệ hạ, nô tỳ tiện danh là Tình Nhi. Ừm, tên không tệ, đã ở trong cung mấy năm rồi. Hồi bẩm hoàng thượng, nữ tỳ 6 tuổi đã vào cung. Đậu má. Chương 362, không thượng triều. Giờ khắc này, Giang Bắc Nhiên xác định Đặng Bác tuyệt đối có sở thích buồn nôn kia. Trong lúc Giang Bắc Nhiên thầm khinh thường Đặng Bác, Tình Nhi cũng như mở cờ trong bụng. Từ hôm qua, khi vị tân hoàng này vào cung, nàng vẫn luôn đi theo. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn sủng hạnh ta? Ta sắp được thăng thành tần phi rồi. Không đúng, ta là nữ nhân đầu tiên từ khi hoàng thượng vào cung, hẳn. Mặc dù Tình Nhi tự não, bổ các loại, thế nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, giúp Giang Bắc Nhiên tháo áo ngủ xuống. A, dáng người hoàng thượng thật tốt, thật muốn nhào vào lồng ngực dày dặn này. Mặt khác, hai cung nữ còn lại thấy bộ dáng phát xuân của Tình Nhi thì vừa đố kỵ vừa ghen ghét, trong lòng tự nói, họ đẹp hơn Tình Nhi gấp trăm lần sao không được hoàng thượng để mắt tới chứ. Thế sau đó, trong quá trình giúp Giang Bắc Nhiên đổi đế bào, hai cung nữ còn lại cũng tỏ rõ mị thái, chỉ hận không thể lộ ra hết dáng người lung linh của mình. Đáng tiếc Giang Bắc Nhiên không còn hứng thú nói chuyện trên trời dưới đất nữa, chỉ lo nghĩ khi vào triều sẽ nói gì. Hai cung nữ dù cảm thấy mất mát nhưng biểu tình vẫn như cũ, lặng lẽ lùi sang hai bên. Dưới sự dẫn dắt của hoạn quan, Giang Bắc Nhiên đi nơi dùng bữa. Hắn ngồi vào bàn, một lát sau, điểm tâm đã được bưng lên. Màn thầu bát bảo, hải thanh quyển tử, bánh nướng vàng sữa. Khi mỗi món được bưng lên, hoạn quan đều sẽ đọc tên. Rất nhanh, cái bàn dài 3 mét đã bày được một nửa, chỉ mỗi hủ tiếu đã tới 40 loại. Hoàng đế thật biết hưởng thụ a, trong đó có mấy món Giang Bắc Nhiên chưa từng thấy quá, cũng xem như có thêm kiến thức. Ngọc ti đỗ phế, thịt dê nướng, bánh ngọt mã não, tầm hoàng chả. Bánh bột vừa lên xong, thịt cũng theo tới, nhanh chóng bày đầy bàn. Giang Bắc Nhiên cầm một cái bánh ngọt, mở miệng nói, thông chi với ngự thiện phòng, về sau đồ ăn sáng không cần phức tạp như vậy, chấm ăn không hết. Hoạn quan nghe xong lập tức trả lời, hoàng thượng, mỗi món người ăn một đũa là được. Giang Bắc Nhiên cau mày, trả lời, ngươi đang dạy chấm cách ăn. Hoạn quan nghe xong bị hù tới vội quỳ xuống, liên tục dập đầu, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nô tài không có ý này. Vậy ngươi có ý gì? Hoạn quan nghe xong liền biết đã chọc giận hoàng thượng nên không dám nói nhiều, bèn giải thích, bệ hạ, điểm tâm là quy định của tổ tông, một món, không nhiều, cũng không được thiếu, trong này có rất nhiều ngụ ý, nói. Lặp lại lần nữa, quy củ là ai định? Hoạn quan cúi đầu đáp, tổ tiên định. Tổ tiên của ai? Cái này, hoạn quan không biết nên trả lời thế nào. Nhớ kỹ, về sau lời của trẫm chính là quy củ, đứng lên đi. Vâng, là một hoàng đế có thực quyền, Giang Bắc Nhiên bị quy củ hoàng thất trói buộc sao hắn chịu được. Dùng điểm tâm xong, Giang Bắc Nhiên vừa mới chuẩn bị đi vào triều nhưng khi tới Huyền Thính Điện, hắn lại thay đổi. Giang Bắc Nhiên quay đầu nhìn hoạn quan bên người, mở miệng nói, hôm nay trẫm không tảo triều, ngươi đi thông báo với những đại thần kia, kêu họ trở về đi. Hoạn quan nghe xong đầu tiên là sững sờ, tiếp đó lập tức trả lời, vâng. Nhưng trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hôm qua hoàng thượng rất cần cù, sao hôm nay đột nhiên không tảo triều chứ? Bất quá hắn cũng không dám đoán quá nhiều về tâm tư đế vương, vội chạy tới Huyền Thính Điện. Lúc này, chúng đại thần đợi sẵn ngoài điện. Mỗi người đều có tấu chương, đợi tới lượt bẩm báo. Trong lúc đám đại thần châu đầu nghị luận, âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên. Hôm nay bệ hạ không tảo triều, các vị đại thần đều quay về đi. Tất cả đại thần nghe xong thì cùng sững sờ, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng cùng biểu lộ quả nhiên là thế. Cơ mà dù bực cũng chẳng dám nói ở đây, lập tức đáp lời rồi nhao nhao rời đi. Vừa đến ngoài hoàng cung, chúng đại thần liền bắt đầu thở dài thở ngắn. Ai,
cuối cùng vẫn không để ý tới triều chính, là một khoái hoạt vương a. Hôm qua ta đã nói rồi, hoàng thượng chính là võ phu, cái gì cũng không hiểu. Các ngươi còn hao tâm tổn trí chuẩn bị nhiều đồ như vậy, cần gì chứ? Đúng vậy a, hoàng thượng Tiêu Dao cũng rất tốt, chúng ta cũng học theo là được. Ô hô, bản tấu lão thần này chuẩn bị, uổng phí a. Trong lúc chúng đại thần đều đắm chìm trong bi thương, một thanh âm như sấm mùa xuân rền vang nổ bên tai họ. Ha, mắng hay lắm, mà người vừa nói chính là Giang Bắc Nhiên tuyên bố không thượng triều vừa rồi. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 363, Thạch Hưng An. Vừa rồi khi còn ở Huyền Thính Điện, Giang Bắc Nhiên nghĩ nếu hắn dùng bữa đã không tuân thủ quy củ phiền phức thì vào triều cũng cần gì phải gò bó theo khuôn phép. Đến bây giờ, ngay cả phẩm cấp quan viên hắn cũng phân không rõ. Có lên triều không cũng chẳng có ý nghĩa gì, những đại thần kia đều là lão hồ ly tung hoành trên quan trường nhiều năm. Nếu theo khuôn phép mà chung đụng với họ, khó tránh sẽ bị họ nắm mũi dắt đi. Vì thế hắn dứt khoát không làm theo lẽ thường, cho các đại thần một kinh hỉ, thuận tiện cũng xem thử đám đại thuần này muốn làm gì. Thấy Giang Bắc Nhiên đột nhiên xuất hiện, chúng đại thần hồn bay phách lạc, nhao nhao quỳ mọp xuống đất, một vị lão thần dẫn đầu hô, chúng thần tội đáng chết vạn lần. Tiếp lấy những đại thần khác cũng cùng hô, chúng thần tội đáng chết vạn lần. Gần trăm đại thần quỳ gối ngoài hoàng cung, trang diện có chút hoành tráng. Chỉ là tuy nói nơi này là ngoài cung, nhưng vẫn còn trong hoàng thành, không có bách tính nhìn thấy. Giang Bắc Nhiên vừa ăn bánh ngọt vừa cười nói, chư vị ái khanh bình thân, các ái khanh thấy trẫm không vào triều lại oán giận như vậy, thật khiến trẫm được an ủi a. Lời này vừa nói xong, á, đại thần vừa nói bậy khi nãy bị hù tới quần xém ướt, run rẩy không đứng dậy nổi. Bình thân, lời của trẫm hẳn không cần nói tới lần thứ ba đi. Trong lúc nói chuyện Giang Bắc Nhiên còn đang nhai nuốt bánh táo. Cơ mà uy nghiêm vẫn có thừa, khiến đám đại thần nhao nhao vội đứng lên, ngay cả đám đại thần hạ thân đã ướt cũng dáng run rẩy chống đỡ. Giang Bắc Nhiên mỉm cười, hắn ném phần bánh ngọt còn lại đi, phủi tay nói, ở bên ngoài tự tại quen rồi, ngồi trong Huyền Thính Điện khiến trẫm ngay cả nói cũng lười. Dù trong lòng đám đại thần rất không thích hoàng thượng thiếu lễ nghi nhưng vẫn chưa dám nói gì vị tân hoàng này. Không dối gạt chư vị ái khanh, trước đây trẫm chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện triều đình, tin tằng điểm này chư vị ái khanh đã thầm bình luận qua. Chúng thần không dám. Đám đại thần nói xong lại đồng loạt quỳ xuống. Đều bình thân đi, sở dĩ trẫm muốn lên triều ở ngoài là hy vọng chư vị ái khanh đừng quá mức câu nệ, thẳng thắn trò chuyện cùng trẫm một phen, để trẫm hiểu các vị ái khanh nghĩ gì. Chờ cho tất cả đại thần lần nữa đứng lên, Giang Bắc Nhiên đi tới trước một lão thần mặc áo bài màu tím, ái khanh, nếu trẫm nhớ không lầm, hôm qua ngươi là người đầu tấu chỉnh với trẫm. Lão thần kia lập tức khom người nói, hồi bẩm bệ hạ, chính là vi thần. Ái khanh có chức vị gì? Bẩm bệ hạ, vi thần là Thạch Hưng An, công bộ thượng thư, quản lý chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, vi thần phụ trách trợ giúp bệ hạ quản lý thủy lợi, công trình bằng gỗ, chuyên chở, công nghiệp các loại trong cả nước ạ. Hôm qua, ái khanh nói về chuyện Đông Châu quận sự, đã nghĩ tốt tấu chương chưa? Thạch Hưng An cúi người chào, hồi bẩm bệ hạ, đã nghĩ ra rồi, đang chờ giao cho Trung Hưng Đài. Không cần phiền vậy đâu, trực tiếp đưa tấu chương cho trẫm đi. Thạch Hưng An do dự một chút, liền móc một phần tấu chương từ trong ngực, dâng lên bằng hai tay. Giang Bắc Nhiên nhận lấy tấu chương. Viết cái gì đây? Tấu chương này nhìn rất dài, nhưng kỳ thật chỉ là mấy từ ngữ hoa lệ trau chuốt, ca ngợi hoàng thượng. Giang Bắc Nhiên nhíu mày, đã hiểu vì sao tấu chương có nội dung này. Ý tứ rất đơn giản, những thiên tai nhân họa này không liên quan gì tới bệ hạ cả, đều do đám vi thần làm sai. Có thể nói là rất quan trường. Giang Bắc Nhiên đã đọc xong phần đầu, nhẫn nại đọc tiếp. Khá lắm, dù tấu chương được viết rất phức tạp, nhưng Giang Bắc Nhiên biết rõ ý đồ của đối phương. Không thể không nói, vị đại thần này nghĩ rất hay, so sánh Giang Bắc Nhiên với Tùy Dương Đế mở kênh đào. Nhưng sau đó, tùy triều do nguyên khí địa thương đã bị Lý Đường tiêu diệt. Giang Bắc Nhiên đóng tấu chương lại, nhìn Thạch Hưng An, đây chính là cách quản lý của ái khanh. Đúng vậy, Thạch Hưng An khom người nói, cách này là thần trầm tư suy nghĩ, kết hợp. Hồ nháo,
Giang Bắc Nhiên quát một tiếng chói tai. Thấy Hoàng thượng sinh khí, Thạch Hưng An vội quỳ xuống. Trên thân Giang Bắc Nhiên đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế khiến đám đại thần còn lại cũng nhao nhao quỳ theo, trong lòng thầm oán giận. Kỳ quái, rõ ràng Thạch Thượng Thư hiểu nhất là đế vương tâm, sao lần này lại khiến Hoàng thượng nổi giận rồi? Đến tột cùng Thạch Thượng Thư đã tấu cái gì mà khiến Hoàng thượng tức giận như vậy? Xong rồi, Hoàng thượng này mặt ngoài hiền lành nhưng với khí thế này nào há là người tầm thường, chỉ sợ lần này cả đám gặp họa. Giang Bắc Nhiên ném tấu chương lên đầu Thạch Hưng An rồi quát, ngẩng đầu lên. Thạch Hưng An nghe xong lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt không đổi sắc. Ngươi đang thử trẫm? Giang Bắc Nhiên mặt không thay đổi hỏi. Vi thần không dám. Không dám. Trẫm thấy ngươi rất dám đó chứ. Biện pháp giải quyết như vậy, ngươi có biết sẽ tiêu hao bao nhiêu nhân lực và vật lực không? Thạch Hưng An đáp, vi thần biết, nhưng nếu có thể mời người tu luyện tới giúp đỡ, cách này... Giang Bắc Nhiên nghe xong thì kéo dài trường âm, tốt cho một cái Thạch Hưng An a, tấu chương này của ngươi. Một là muốn thử xem trẫm có hiểu về nạn hạn hán và thủy lợi không, hai là muốn thử xem trẫm có thể điều động người tu luyện giúp dân không. Nghe Giang Bắc Nhiên trực tiếp nói ra mục đích của mình, Thạch Hưng An cũng chẳng sợ gì, ngược lại trong đôi mắt vô thần phát ra tinh quang. Ngô Hoàng Thánh Minh, vi thần tội đáng chết vạn lần, xin bệ hạ trách phạt. Giang Bắc Nhiên nghe xong thì cười một tiếng, đứng lên đi. Xin bệ hạ trách phạt. Thạch Hưng An vẫn như cũ quỳ trên mặt đất hô. Phạt hay không phạt là chuyện của trẫm, hiện tại trẫm muốn ngươi đứng lên. Tạ ơn bệ hạ. Chương 364, dạng hoàng đế này. Thấy Thạch Hưng An đứng lên xong, Giang Bắc Nhiên vừa chuẩn ngồi xổm xuống nhặt tấu chương thì hai hoạn quan lại phía sau như chó giữ chục mồi xông tới. Nhặt lại tấu chương, phủi cho bụi phía trên rồi quỳ đưa cho Giang Bắc Nhiên, Hoàng thượng, xin mời. Gật đầu, Giang Bắc Nhiên nhận lấy tấu chương. Thạch Ái Khanh rất có đảm lượng, thấy ngươi có gan như vậy, có dám trình tấu mục đích thật sự của tấu chương này không? Không chút do dự, Thạch Hưng An trực tiếp đáp, đúng như Hoàng thượng vừa nói. Nhưng trẫm có đồng ý đâu. Hoàng thượng kia không phải thích việc lớn hám công to mà là ngu ngốc vô đạo. Như vậy sẽ khiến thịnh quốc ta vong a. Đủ can đảm. Trẫm hy vọng năng lực của ngươi cũng có thể lớn như đảm lượng của ngươi vậy. Thạch Hưng An nghe lệnh. Vi thần xin nghe. Trẫm lệnh ngày mai ngươi lần nữa khởi thảo một phần tấu chương mới lên. Nếu có thể giải quyết vấn đề khô hạn của Đông Châu quận, trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, ngươi chính là tội khi quân. Thần lĩnh chỉ tạ ơn. Giang Bắc Nhiên gật đầu, nhìn về phía các đại thần còn lại. Các ngươi quỳ làm gì, bình thân đi. Chờ tất cả đại thần đứng vững, Giang Bắc Nhiên mới mở miệng nói, còn ai muốn giống Thạch Ái Khanh, khảo nghiệm trẫm không? Lặng ngắt như tờ, đối mặt với câu hỏi này của Giang Bắc Nhiên, các đại thần ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt. Đồng thời thầm cảm khái quả nhiên Thạch Thượng Thư vẫn không giống thường thế kia. Đối với việc Thạch Hưng An có can đảm phạm thượng thế này, nếu hắn thật sự có bản lĩnh, Giang Bắc Nhiên rất thích, đáng tiếc trong cả triều dường như chỉ có một người như vậy mà thôi. Giang Bắc Nhiên thất vọng thở dài, đi tới trước một quan viên trẻ tuổi. Ái, Khanh có chức vị gì? Quan viên trẻ tuổi bị hù tới toàn thân run lên. Không còn cách gì khác, hắn nhìn không thấu vị hoàng đế trước mắt này. Bấy giờ đối phương đột nhiên để ý tới mình, việc này khiến hắn có dự cảm không lành. Nhưng dự cảm thì dự cảm, quan viên tuổi trẻ vẫn lập tức trả lời, hồi bẩm bệ hạ, vi thần là Tổ Vĩnh Tư, là khách tào. Trưởng quản chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, vi thần quản lý lễ bộ thượng thư, phụ trách tế tự. Giang Bắc Nhiên đánh giá Tổ Vĩnh Tư một lần rồi hỏi, vừa rồi trẫm nghe ngươi nói, nếu trẫm tiêu giao, ngươi sẽ cùng tiêu giao theo, không biết ngày bình thường Ái Khanh sẽ tiêu giao thế nào. Tổ Vĩnh Tư nghe xong thì hai chân nháy mắt mềm oặt, hắn trực tiếp nằm dạp xuống đất hô, vi thần đáng chết, cầu bệ hạ trách phạt. Trẫm hỏi ngươi, ngươi có từng chủ trì qua tế tự chưa? Vi thần từng chủ trì qua, nông tế đầu xuân là do vi thần tổ chức, còn có lễ tế tằm của hoàng hậu cũng do vi thần xử lý. Nông tế cần đặt mua gì? Cần đặt mua. Tổ Vĩnh Tư ngơ ngác, hắn chỉ được tiến cử làm một nhàn quan thôi, có chuyện thủ hạ của hắn sẽ thay hắn sắp xếp. Hắn chỉ cần đi lên làm màu là được, sao biết mua cái gì chứ? Vi thần nhất thời khẩn trương, có chút không nhớ nổi, vi thần, không nhớ nổi đúng không? Được, không sao, trẫm cho ngươi thời gian từ từ suy nghĩ, người đâu?
Có nô tài. Hoạn quan Vương Thủ Quý nhanh chóng đi lên đáp, đánh 50 gậy ngay tại đây. Nói xong, Giang Bắc Nhiên nhìn về phía Tổ Vĩnh Tư, lúc nào nhớ rồi thì bảo trẫm, trẫm kêu họ ngừng đánh. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng a. Tổ Vĩnh Tư nghe xong thì hung hăng dập đầu. Nhưng Giang Bắc Nhiên lại hoàn toàn không để ý đến hắn, đi tới chỗ một vị đại thần. A, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a, bệ hạ. Sau khi trở về thần sẽ dốc lòng đọc sách, không dám tiếp tục. À. Nghe từng tiếng kêu thảm bên cạnh, đa số bách quan đứng dưới đình viện đổ mồ hôi như mơ, thấy Giang Bắc Nhiên đi tới gần mình thì hai chân run rẩy, sắc mặt chẳng khác nào chết cha chết mẹ. Đêm xuống, sau khi kéo một quan viên trẻ tuổi khác đi, Giang Bắc Nhiên thở dài thật sâu. Dù hôm qua hắn cảm thấy quan viên trẻ tuổi quá nhiều đại biểu cho triều đình mục nát, nhưng vì ân Giang Hồng khen Đặng Bác nên hắn mới ôm một tia may mắn. Bây giờ hỏi ra một chút, mới biết đám quan viên tuổi trẻ đều chỉ là bao cỏ, không biết gì vẫn thượng triều được. Hoàng thượng, người đã ngất. Vương Thủ Quý chạy đến trước mặt Giang Bắc Nhiên hồi báo. Chết rồi sao? Còn một hơi. Vậy dội nước cho tỉnh, đánh tiếp. Lời này vừa nói ra, Vương Thủ Quý cùng những đại thần còn lại đồng thời run lên. Vâng, Vương Thủ Quý lĩnh mệnh mà đi. Theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Giang Bắc Nhiên kết thúc lần tảo triều đầu tiên của mình. Mãi đến gần giữa trưa, Giang Bắc Nhiên mới nhìn mấy quan viên đang nằm trên ghế đầu hấp hối. Dừng tay, thanh âm của Giang Bắc Nhiên vô cùng vang dội, tất cả người hành hình đều dừng tay trong nháy mắt. Quét mắt về phía đám quan viên còn lại, Giang Bắc Nhiên lần nữa lên tiếng, hôm nay tới đây thôi. Trẫm không hy vọng về sau trên triều vẫn còn người bất học vô thuật, hy vọng các vị ái khanh có thể ghi nhớ điểm này. Nói xong thì nhìn về phía một vị hoạn quan, hồi cung. Hoạn quan nghe xong, lập tức dùng lanh lảnh hô, khởi giá hồi cung. Chờ đến khi Giang Bắc Nhiên rời đi rất xa, không ít quan viên chịu không nổi nữa, bị dọa đến ngồi phịch xuống đất. Những quan viên không bị dọa thì vẻ mặt vui mừng, trong mắt lóe lên tinh quang, lần đầu tiên cảm thấy tiếng kêu thảm thật êm tai. Họ hai mặt nhìn nhau nhưng không nói gì, vì họ biết họ vừa nghênh đón một vị hoàng thượng có tính thay đổi thất thường. Dạng hoàng đế này xem như khó thăm dò nhất, một giây trước còn ái khanh, một giây sau là giam vào tử lao rồi. Đối với dạng hoàng đế này, tốt nhất nên nói ít làm nhiều, tuyệt đối đừng lôi kéo. Trên đường hồi cung, Mộc Giao làm nữ quan đi theo sau Giang Bắc Nhiên thần thái sáng láng, nàng nhìn về phía Giang Bắc Nhiên với ánh mắt sáng lấp lánh. Từ nhỏ đến lớn, nàng hận nhất là triều đình mục nát cùng đám quan viên không ra quan viên, chính chúng khiến quốc gia này ngày càng đi xuống. Bây giờ thấy Giang Bắc Nhiên trị đám quan viên đó, khiến từng tên không ngừng kêu thảm, nàng thấy hả giận vô cùng. Trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 365, Lục Xích. Thái phó tức là lão sư của thái tử kiêm đại thần phụ tá. Nhưng nói vậy, kỳ thật chỉ khi triều đại thay đổi, thái tử còn nhỏ phải lên ngôi mới cần thái phó phụ chính. Dù sao cũng ngồi lên vị trí hoàng đế đi nữa, về sau có đổi người hay không vẫn chưa biết. Cho nên, đại đa số thời điểm, thái phó chỉ là chức cao nhưng vị suông, có quan to lộc hậu nhưng không có bất kỳ thực quyền gì. Sở dĩ Giang Bắc Nhiên muốn tìm thái phó, nguyên nhân rất đơn giản, vì thái phó là dạy thái tử làm thế nào để trở thành hoàng đế, mà đây là cái hiện tại Giang Bắc Nhiên đang cần. Hoàng thượng, có muốn nô tỳ xoa bóp vai cho người không? Trong lúc Vương Thủ Quý ra ngoài tìm thái phó, Khổng Thiên Thiên đứng sau lưng Giang Bắc Nhiên, đột nhiên nói. Không cần, Giang Bắc Nhiên không quay đầu lại mà đáp. Vậy nô tỳ hát cho ngài nghe nhé. Trong lúc Giang Bắc Nhiên chuẩn bị cho lát nữa, Mộc Giao xông qua kéo Khổng Thiên Thiên đi, hoàng thượng bớt giận, là ta không dạy tốt cho Thiên Thiên. Giang Bắc Nhiên phất tay, làm động tác xua đuổi, sau đó tiếp tục đọc sách. Mộc Giao kéo Khổng Thiên Thiên qua một bên, nhớ kỹ, hoàng thượng bảo ngươi làm gì ngươi mới được làm, không được phép chủ động hỏi, biết, không. Rõ ràng hôm qua ngươi vẫn rất thức thời mà, sao hôm nay lại nháo nhào như vậy? Nô tỳ nào có làm ầm ĩ? Khổng Thiên Thiên lắc đầu, nô tỳ là nghĩ sáng sớm hoàng thượng uy phong như vậy, còn giống lớn tiếng không ngừng, nhất định rất mệt, nên muốn giúp bệ hạ buông lỏng một chút. Ngươi im lặng đứng chỗ đó là đã giúp hoàng thượng thư giãn rồi,
nghe chưa? A. À, Khổng Thiên Thiên gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Sau một khắc, Vương Thủ Quý quay lại, quỳ trước mặt Giang Bắc Nhiên báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, thái phó đã chờ sẵn ngoài điện. Kêu hắn vào. Giang Bắc Nhiên gật đầu. Tuân chỉ. Sau một lát, Vương Thủ Quý dẫn một vị lão nhân tuổi chừng lục tuần đến, tuy đã lớn tuổi nhưng tinh thần lão nhân vẫn rất tốt. Vi thần Thúc Cương khấu kiến bệ hạ. Ái khanh bình thân đi. Tạ ơn bệ hạ. Thúc Cương khấu tạ rồi đứng lên. Giang Bắc Nhiên đặt điển luận lên bàn, đánh giá Thúc Cương, trẫm đi thẳng vào vấn đề. Thúc Ái khanh a, trẫm chưa từng tiếp xúc với chuyện triều đình, vì thế muốn mời thiếu phó chỉ giáo nhiều hơn. Vi thần không dám. Thúc Cương nói xong thì khom người, bệ hạ có tâm cầu học là phúc của vạn dân. Giang Bắc Nhiên đứng lên, hắn hỏi Thúc Cương, Thúc Ái khanh, trẫm hỏi ngươi, Đặng Bác kia là ngươi dạy. Nghe tới vấn đề này, Thúc Cương cũng không có phản ứng quá lớn, vẫn như cũ cung kính đáp là vi thần. Vậy Thúc Ái khanh có biết Đặng Bác phạm phải chỗ nào mới bị bãi miễn không? Mấy chữ phía sau, Giang Bắc Nhiên cố ý kéo dài. Trong mắt người tu luyện, hoàng đế chỉ như tổng giám đốc, có thể thể hiện uy phong trước mặt nhân viên, nhưng chỉ tịch vừa đến, thích bãi chức ngươi là bãi. Dưới sự trùng kích tam quan mạnh mẽ này, Giang Bắc Nhiên vẫn luôn cảm thấy không được hài hòa. Hồi bẩm bệ hạ, việc này vi thần cũng không biết, thần chỉ dạy hắn bát bộ thông học, cầm kỳ thư họa cùng các loại tu thân dưỡng tính. Mặt khác, mỗi ngày sẽ như lệ thường nghiên cứu sử ký, thi từ ca phú, cung mã kỵ xạ các loại. Giang Bắc Nhiên nghe xong thì suy tư một lát, hỏi, này khác nào các học sinh bình thường khác? Hồi bẩm bệ hạ, thời gian thần dạy bảo Đặng Bác cũng không lâu, chưa tới kịp vào sâu hơn hắn đã đăng cơ xưng đế, sau đó thần không dạy hắn nữa. Sau đối thoại ngắn gọn, Giang Bắc Nhiên cảm nhận được một cỗ chính khí từ Thúc Cương. Một là một, hai là hai, loại người này không giữ lại dao găm trong bụng, cũng sẽ không làm việc trái lương tâm. Gật đầu, Giang Bắc Nhiên lại hỏi, nếu Ái khanh tiếp tục dạy Đặng Bác, sẽ dạy những gì? Hồi bẩm bệ hạ, sẽ dạy lục xích. Lục xích là sao? Đạo, thuật, pháp, hình, thế, quyền, đây là sáu quy chuẩn của đế vương thiên hạ. Giang Bắc Nhiên ngẫm nghĩ về sáu chữ này, hắn cảm thấy rất có ý tức, cảm thấy bản thân có thể học được gì đó từ đây. Đạo là gì? Hồi bệ hạ, đạo là mục đích, là phương hướng, là cảnh giới lý tưởng muốn đạt tới. Như thế nào là thuật? Thuật là con đường, là đường tắt đạt tới lý tưởng. Cái kia, vậy quyền thì sao? Quyền là cân nhắc, phỏng đoán, đưa phán đoán và phân tích tổng hợp với sự vật sự việc. Thấy Thúc Cương đối đáp trôi chảy, Giang Bắc Nhiên không khỏi cảm khái Ái khanh càng già càng tốt, không giống đám bao cỏ tuổi còn trẻ kia. Thúc Ái khanh, nếu đã nói tới sáu chữ, thì sáu chữ này làm sao hỗ trợ lẫn nhau? Bệ hạ anh minh, sáu chữ đúng là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nói chậm nghe một chút, sáu chữ này hỗ trợ nhau thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, đạo là ngọn núi, thuật là đường lên núi, pháp là cách trừ đi trở ngại trên đường, hình là hình thái đế nghiệp, thế là biến chướng hại thành định hướng và sức mạnh, quyền là phán đoán tổng hợp của bệ hạ với chướng ngại. Giang Bắc Nhiên nghe xong thì cười nói, trẫm đã hiểu, thuật là chiến lược, pháp là chiến thuật. Bệ hạ thông minh tuyệt đỉnh, trong chớp mắt đã nhận ra tinh yếu trong đó, vi thần bội phục. Ặc, không thể không nói, được người cương chính vuốt mông ngựa vẫn vui hơn được đám bao cỏ vuốt mông. Chương 366, hắn muốn liều mạng. Thầm cảm khái một câu, Giang Bắc Nhiên cao hứng nói, được rồi, bắt đầu từ hôm nay, Ái khanh chính là thái phó của trẫm, trẫm muốn ngươi dạy trẫm lục xích này. Thúc Cương nghe xong thì vội muốn quỳ xuống nhưng được Giang Bắc Nhiên vội đỡ dậy. Nếu Ái khanh đã là thái phó của trẫm thì từ nay không cần quỳ lễ nữa. Tạ ơn long ân của bệ hạ, Thúc Cương khom người nói. Đến đây, mời thái phó tới bên này, trẫm có không ít vấn đề muốn lĩnh giáo ngươi. Trong chớp mắt, nửa tháng đã qua đi, Đô An trấn Trương Vận quận, Phong Châu. Bao vây bọn họ, một người cũng đừng hòng chạy thoát, chúng lên lầu ba rồi. Được. Nguyễn Binh, dẫn người bao vây khách sạn, đừng để họ chạy. Đã rõ. Trên tầng 3 khách sạn, năm đệ tử Cực Quang Tông đang vận công chữa thương, năm tử có thương thế nặng nhất đang bôi thuốc, Lỗ sư huynh, sao nơi này lại có cao thủ ma giáo đại huyền sư chứ? Rõ ràng trong tình báo nói chỉ có một đám huyền sư tàn đảng thôi mà.
Lỗ Tử Linh lau máu tươi vừa chảy xuống bên miệng, thở hổn hển đáp, bây giờ không phải thời điểm thảo luận việc này. Nhiều nhất nửa khắc nữa, đám giáo đồ kia sẽ đánh tới. Tranh thủ thời gian khôi phục đi, bằng không lát nữa sẽ không còn sức đánh đâu. Lỗ Tử Linh vừa dứt lời thì nghe phanh một tiếng, dưới sàn nhà đột nhiên xuất hiện cái động, nam tử mặc áo xanh cầm âm phong kiếm nhảy vào. Bày trận, Lỗ Tử Linh hét lớn một tiếng, cầm vũ khí lên. Chính là người này, vừa ra tay đã giết 10 sư đệ sư muội của hắn. Nếu chỉ là đại huyền sư bình thường, huyền sư cửu giai như hắn có thể miễn cưỡng chặn hắn một lúc, kéo dài thời gian cho sư đệ sư muội tranh thủ chạy trốn. Nhưng nam tử mặc áo xanh trước mắt chỉ sợ đã là đại huyền sư ngũ giai, công pháp cực mạnh, đánh tới mức hắn không có lực hoàn thủ. Các ngươi là đệ tử Cực Quang Tông? Nam tử áo xanh hỏi Lỗ Tử Linh. Phải thì thế nào? Lỗ Tử Linh đáp. Rõ ràng vài ngày trước đã đuổi tới các ngươi ở phía nam, sao đột nhiên lại đến hướng bắc này? Là ai nói cho các ngươi biết ta ở đây? Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, tông môn kêu chúng ta đi đâu chúng ta đi đó. Ồ, nam tử áo xanh mỉm cười, thân hình khẽ động, bắt lấy một nam đệ tử gần đó. Thật nhanh. Lỗ Tử Linh căn bản không thấy rõ động tác của nam tử mặc áo xanh thì phương sư đệ đã bị hắn nâng lên giữa không trung. Ta cho ngươi 3 giây, nếu không có đáp án ta vặn gãy cổ hắn. Chúng ta thật chỉ là phụng mệnh làm việc, không biết kế hoạch của tông môn à. 1. Chờ chút. Ngươi để ta ngẫm lại. 2. Được rồi, ta không có kiên nhẫn. Phương sư đệ. Vào lúc người áo xanh muốn vặn gãy cổ Phương Tĩnh, ánh mắt hắn đột nhiên run lên, không kịp phản ứng đã cảm thấy trên người vô cùng đau nhức. Hắn quăng Phương Tĩnh qua một bên, không kịp làm gì thì một đạo lôi quang đã giáng xuống. Lỗ Tử Linh chỉ nghe oanh một tiếng, trước mắt chỉ còn một mảnh trắng xóa. Đợi khi hai mắt có thể thấy được mọi vật, nam tử áo xanh đã không thấy đâu, trên vách tường bên cạnh là một lỗ hổng lớn. Phương sư đệ, ngươi thế nào rồi? Lỗ Tử Linh không biết đã xảy ra chuyện gì, lớn tiếng hỏi. Khụ khụ, sư huynh, ta không sao. Phương Tĩnh gian nan bò dậy từ dưới đất. Vừa rồi, trong nháy mắt người áo xanh phát lực, hắn tưởng hắn đã chết, không ngờ dạo một vòng Diêm Vương lại được quay về. Thấy sư đệ không có việc gì, Lỗ Tử Linh vội chạy đến lỗ thủng kia, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới có một nam tử được bao phủ bởi huyền khí màu đỏ tía, tay cầm văn hắc kiếm màu xanh thẳm, chém nam tử áo xanh liên tiếp lùi về sau, vết thương không ngừng xuất hiện. Thật mạnh, Lỗ Tử Linh nhịn không được hô lên. Lúc này, mấy đệ tử Cực Quang Tông còn lại cũng chạy tới, một nữ đệ tử trong đó thoáng hô lên là Vạn Quân Kiếm. Người kia là Diêm Vương Tiêu, Ngô Thanh Sách của Quy Tâm Tông. Hắn chính là Ngô Thanh Sách. Lỗ Tử Linh cả kinh. Trong mắt tất cả đệ tử trẻ tuổi lưỡng phái tại Phong Châu, đây chính là thiên tài tuyệt thế đứng đầu thiếu niên anh kiệt hội của Yểm Nguyệt Tông. Bây giờ, tên Ngô Thanh Sách ở Phong Châu có thể nói là vang dội không gì sánh được. Không đúng. Lỗ Tử Linh đột nhiên nhướng mày, ta nghe nói nửa năm trước hắn vừa đột phá huyền sư nhất giai, nam tử này thấp nhất cũng là đại huyền sư ngũ giai, sao có thể bị hắn đè ra mà đánh. Nghe xong, sư muội vừa rồi gọi tên Ngô Thanh Sách cũng có chút không hiểu, đúng à, mới nửa năm thôi, dù hắn có thiên phú dị bẩm thế nào cũng không thể đột phá đến đại huyền sư chứ. Hơn nữa còn có thể đè áp đại huyền sư ngũ giai trở lên. Đây có phải sư phụ của Ngô Thanh Sách không? Có lý. Mấy, người khác cũng cùng gật đầu, dù sao cách giải thích này cũng hợp logic, ai? Mau nhìn thanh kiếm kia. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Phương Tĩnh thấy kiếm của tiền bối áo trắng đột nhiên vỡ ra bằng 7 mảnh. 4 khối trong đó bay cực nhau, 3 khối còn lại như vật sống không ngừng tấn công nam tử mặc áo xanh. Mặc dù thân thủ nam tử áo xanh cực nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng 3 khối mảnh vỡ, trên người nhanh chóng có thêm hơn 10 đạo vết thương. Ta giết ngươi! Dưới tuyệt cảnh, nam tử áo xanh chợt quát một tiếng, huyền khí xanh thẳm nhanh chóng được khuếch đại. Hỏng bét, hắn muốn liều mạng. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 367, cứu giúp. Lỗ Tử Linh hô. Bình thường người tu luyện cấp độ đại huyền sư đều sẽ học mấy tuyệt học thiêu đốt sinh mệnh lực của mình để làm tuyệt chiêu cuối. Bình thường chiêu thức này có uy lực cực lớn. Chỉ là dùng sau,
người sử dụng cũng sẽ lâm vào hôn mê thời gian dài, sau khi tỉnh lại cũng cần thời gian dài để khôi phục. Giết! Nam tử áo xanh chợt quát một tiếng, huyền khí xanh thẳm tăng vọt, trực tiếp chấn khai ba mảnh vỡ vạn quân vây quanh hắn. Âm phong kiếm trong tay đột nhiên phát ra âm thanh đáng sợ như quỷ khóc sói gào. Ngô Thanh Sách không hề hoảng, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, vung lên, thanh âm bạo lôi đáng sợ vang lên từ trên trời. Ầm ầm, ầm ầm. Dưới ánh mắt khó tin của đám lỗ tử linh, bốn đạo lôi màu nâu xanh giáng xuống từ trên trời, bổ vào người nam nhân áo xanh. Khi đám lỗ tử linh nghĩ mọi thứ đã kết thúc thì một đạo thiểm điện màu đỏ tía lần nữa đánh xuống, vững vàng đánh vào nam tử áo xanh không thể động đậy được. A! À, theo tiếng rú thảm, nam tử áo xanh chậm rãi ngã xuống đất. Ồ! Thở ra một hơi, chuôi kiếm vạn quân trong tay Ngô Thanh Sách nhoáng cái, mấy mảnh vỡ còn lại cùng bay về. Không tệ! Ngô Thanh Sách cười nói, mà vạn quân cũng phát ra tiếng kiếm minh, phảng phất như đáp lại khích lệ của Ngô Thanh Sách. Ngô Thanh Sách cắm vạn quân vào vỏ, dùng khốn long đằng trói người áo xanh lại, mở huyền thức ra, tìm hung linh còn lại xung quanh để dạy dỗ thêm. Lúc này đám hung linh thấy quỷ tướng trong giáo bị bắt đã sớm chạy tứ phía, đáng tiếc tốc độ Ngô Thanh Sách quá nhanh, dù đối phương đã chạy trước 500 mét mà hắn vẫn bắt về được. Qua kia ngồi xổm đi, Ngô Thanh Sách bắt xong hung linh cuối cùng thì bắt đầu tính toán nhân số. Lúc này, đám lỗ tử linh đã xuống tới nơi, thấy Ngô Thanh Sách đã trở về, lập tức tiến lên chắp tay nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Nếu không có tiền bối, chúng ta hẳn đã chết trong khách sạn kia. Ngô Thanh Sách nhìn thoáng qua họ, mỉm cười nói, các ngươi không sao thì tốt rồi. Tiền bối là chuyên đến cứu chúng ta sao? Ừm, đường chủ của các ngươi nhận được tin cầu cứu, vừa. Lúc ta ở gần đây nên tới hỗ trợ, đệ tử Cực Quang Tông các ngươi đều ở đây. Lỗ Tử Linh nghe xong thì biểu lộ không khỏi có chút ảm đạm. Ừm, chỉ còn 5 người chúng ta. Ngô Thanh Sách nghe xong liền hiểu, thở dài nói, thật có lỗi, ta tới chậm rồi. Không không không, nếu tiền bối không đến, chúng ta đã phải chết ở chỗ này, nào dám nhận lời xin lỗi của tiền bối ngài. Lỗ Tử Linh nói xong thì khom người chắp tay, không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì, cũng tiện cho ngày sau chúng ta hồi báo. Ngô Thanh Sách chắp tay với Lỗ Tử Linh, tại hạ là Ngô Thanh Sách của Quy Tâm Tông, hồi báo thì không cần. Tất cả mọi người đều vì mục tiêu thống nhất mà cùng nhau cố gắng, giúp đỡ cho nhau là điều nên làm. Người này thật sự là Ngô Thanh Sách. Chỉ một thoáng, đầu năm người ông, cảm giác như tam quan của mình vừa bị trùng kích mạnh. Thật sự là danh sư xuất cao đồ A, đệ tử thân truyền của Lục Tông Chủ quả nhiên không tầm thường. Lần này thật sự đều nhờ ngươi hỗ trợ, ngày khác ta nhất định sẽ tới Quy Tâm Tông nói lời cảm tạ. Trên võ khắc trấn, đường chủ Cư Thiên Vũ của Cực Quang Tông cảm tạ Ngô Thanh Sách. Ngô Thanh Sách chắp tay với Cục Thiên Vũ rồi đáp, Cư đường chủ khách khí, chính phái tông môn ta vốn nên cùng chung mối thù, giúp đỡ lẫn nhau. Nói hay lắm. Cư Thiên Vũ nói xong bèn thở dài, ta vốn nên thiết yến khoản đãi hiền chất, chỉ là ta Cực Quang Tông lần này thương vong thảm trọng, ta phải bận rộn mọi chuyện còn quá nhiều, chỉ có thể trước thiếu. Cư đường chủ quá khách khí, cái kia cư đường chủ ngài bận rộn, vãn bối trước hết cáo từ. Hiền chất, xin dừng bước. Trong lúc Ngô Thanh Sách đang muốn quay người rời đi, Cư Thiên Vũ đột nhiên hô. Cư đường chủ có việc gì muốn phân phó vãn bối sao? Ngô Thanh Sách chắp tay hỏi. Nói đến thật có hơi không hợp lễ. Ngươi cũng thấy đó, đệ tử Cực Quang Tông ta vừa trải qua một trận ác chiến, lúc này cần tu dưỡng thêm. Nhưng Hưng Phong lại truyền tin tới, nơi có tung tích Dư Nghiệt Thiên Lang Tông, muốn chúng ta triệu tập nhân thủ. Nghe tới đây, Ngô Thanh Sách đã hiểu ý của Cư Thiên Vũ, trực tiếp đáp, nếu đã thế, vậy để vãn bối làm thay đi. Ngô Thanh Sách nói xong, trong đầu hiện lên hình ảnh Cố Thanh Hoan ứng đối vấn đề này lần trước, vì thế cũng đưa ra câu trả lời. Vậy thì tốt quá, vãn bối vừa vặn cũng muốn đi Nội Khâu một chuyến. Nếu tiện đường, vậy để vãn bối làm thay đi. Nhưng kỳ thật lần này họ căn không tới Nội Khâu, nhưng hiện Ngô Thanh Sách đã học được nhiều điều, khả năng giao tiếp cũng tiến bộ hơn, lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn. Trong lúc Ngô Thanh Sách đang âm thầm thề, Cư Thiên Vũ cao hứng cười to, hiền chất thật đúng là giúp ta trong lúc khẩn cấp a. Đến đây, ngồi bên này, để ta nói tình huống cụ thể cho ngươi. Ngô Thanh Sách đi theo Cư Thiên Vũ tới bên cạnh một tấm bản đồ. Ngô Thanh Sách vừa nghe Cư Thiên Vũ miêu tả tình huống ở Hưng Phong Trấn, vừa thầm nhớ lại những kinh nghiệm đã qua.
Nếu không nhờ khi ấy có sư huynh chỉ giáo, chỉ sợ bây giờ hắn chẳng thể đối đáp trôi chảy thế kia. Nửa năm trước, sau khi trở về từ Lan Châu, sư huynh nói tiếp đó Phong Châu sẽ gặp một trận đại nạn. Chương 368, sư huynh đi làm hoàng đế rồi. Sự thật chứng minh, sư huynh đoán không sai, họ vừa về Quy Tâm Tông không bao lâu. Tông chủ Quan Thập An của Yểm Nguyệt Tông cùng giáo chủ Ma giáo Ân Giang Hồng đã bắt đầu hành động, vây quét đám tông môn và ma giáo khiến Phong Châu lâm vào cảnh hỗn loạn. Nhưng vì chuyện xảy ra tương đối đột ngột, lại gây ra động tĩnh quá lớn, những tông môn kia cùng người ma giáo tứ tán khắp nơi, muốn một mẻ hốt gọn thực sự rất khó. Về sau, vì phòng ngừa đám phản đảng này rời khỏi Phong Châu, chính phái và ma giáo đã phân ra lượng lớn nhân thủ tới biên quan trấn giữ. Những người còn lại thì giải ra khắp nơi tìm kiếm, bắt đám tàn đảng còn lại, phòng chúng gom lại lần nữa phản loạn. Làm đệ tử thân truyền của Lục Dận Long, lần này tự nhiên Ngô Thanh Sách cũng không thể đổ cho người khác, chỉ có thể du tẩu tiếp viện từng thành trấn của Phong Châu. Lúc mới bắt đầu, Ngô Thanh Sách cũng không nghĩ quá nhiều, cảm thấy tất cả mọi người chỉ là vì muốn tốt cho Phong Châu nên mới ra sức tiêu diệt tàn đảng. Nhưng dần dà, hắn phát hiện có vài tông môn khác biệt, chỉ xuất công không xuất lực, muốn giữ gìn ba tấc đất của tông môn mình mà thôi. Sau khi hắn hỏi sư huynh việc này, rất nhanh hắn đã nhận được đáp án. Theo lời của sư huynh, người ra sức là người có năng lực chia phần bánh ngọt. Xuất công không xuất lực chứng tỏ thực lực không đủ nhưng vẫn muốn tỏ ra mình đã cố gắng, sau đó có thể ăn chút đồ còn sót lại. Về phần chỉ ngồi xem ba mẫu đất, chứng tỏ thực lực bản thân không đủ, chỉ muốn giảm bớt tổn thất mình phải chịu thay vì mưu toan miếng bánh ngọt kia. Vì sư huynh thường xuyên dùng từ bánh ngọt để hình dung nên Ngô Thanh Sách nghe xong đã hiểu, dù những người kia muốn trốn thì cơ nghiệp của họ đâu có chân để chạy. Vật tư mang đi thì dễ rồi, nhưng những vùng đất chứa đầy linh khí mới là thứ có giá trị nhất. Nghe xong, cỗ nhiệt huyết của Ngô Thanh Sách nháy mắt rút gần hết, hắn thấy việc bảo vệ hòa bình Phong Châu nay trở thành chuyện vô cùng tẻ nhạt và vô vị. Bất quá tẻ nhạt và vô vị thì tẻ nhạt và vô vị, vì lần này sư huynh kêu hắn phải biểu hiện thật tốt nên Ngô Thanh Sách vẫn luôn cố gắng hết mình. Tu vi cũng theo đó mà tăng lên với tốc độ kinh người. Được rồi, xin cư đường chủ yên tâm giao việc này cho ta đi. Hiểu rõ nhiệm vụ, Ngô Thanh Sách nhận lấy bản đồ từ trong tay Cư Thiên Vũ, sau đó chắp tay nói. Đa tạ hiền chất, chờ mọi chuyện kết thúc, ta nhất định sẽ bổ sung một bàn yến tiệc cho ngươi. Cư đường chủ khách khí, chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại vãn bối liền xuất phát. Tốt lắm. Trong thế hệ trẻ tuổi, người làm việc nhanh chóng như hiền chất không nhiều, ta có dự cảm một ngôi sao mới sắp sửa xuất hiện. Cư đường chủ quá khen rồi. Ngô Thanh Sách khách sáo hai câu rồi chắp tay nói vãn bối cáo từ, đẩy cửa rời đi. Ra ngoài cửa, đám Lỗ Tử Linh đã đợi sẵn chắp tay với Ngô Thanh Sách, hỏi, Ngô huynh muốn đi sao? Ngô Thanh Sách gật đầu, ừm, còn không ít chuyện cần làm. Nghe Ngô Thanh Sách trả lời như thế, năm người cùng khom lưng, ân cứu mạng của Ngô huynh, chúng ta suốt đời khó quên, nếu về sau Ngô huynh có việc cần giúp, xin cứ việc phân phó. Mấy vị không cần lo lắng như vậy, đây đều là chuyện nên làm. Nếu ngày sau có duyên gặp lại, mời ta uống chén rượu là được. Nhất định, năm người cùng nói, tốt, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại. Ngô Thanh Sách nói xong thì huýt sáo, một con huyết ảnh thú thân hình cao lớn xông tới trong chớp nhoáng. Ngô Thanh Sách thuận thế nhảy lên lưng huyết ảnh thú, chắp tay với đám Lỗ Tử Linh xong thì rời đi với tốc độ cực nhanh. Dù đây là lần thứ hai nhìn thấy, vẫn cảm thấy rung động a. Chờ huyết ảnh thú biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Phương Tĩnh tự lẩm bẩm. Vừa rồi ở Đô An Trấn, họ đã thấy con huyết ảnh thú này, khi đó bị hù tới thiếu chút là rút vũ khí ra. Cơ mà biết được đó là tọa kỵ của Ngô Thanh Sách thì trên mặt lập tức tỏ vẻ bội phục. Người tu luyện thu phục dị thú làm thú cưỡi không ít, nhưng bình thường đều sẽ chọn mấy loại tương đối ôn thuần. Mà huyết ảnh thú nổi tiếng là hung thú, có thể thu được nó làm tọa kỵ, có thể nói hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của họ. Chỉ sau một buổi chiều, Ngô Thanh Sách đã xử lý xong chuyện Cư Thiên Vũ nhờ vả, đối phương muốn mời hắn ở lại ăn bữa cơm nhưng Ngô Thanh Sách đều từ chối. Vì hôm nay hắn phải về tông báo cáo tình huống cho sư huynh, còn phải đem mấy loại vật liệu thu thập được cho người. Chuyện này không thể để giang dở được. Thế cự tuyệt tiệc rượu xong, Ngô Thanh Sách bèn cưỡi huyết ảnh thú dùng tốc độ nhanh nhất quay về tông môn. Ngô Thanh Sách hứng thú bừng bừng đi vào sau núi,
lắc lắc Nhiếp Hồn Linh tiến vào Tử Trúc Uyển. Sư huynh, ta về rồi. Nhưng người lên tiếng không phải sư huynh mà là Cố Thanh Hoan. Ngô sư huynh. Cố Thanh Hoan hành lễ với Ngô Thanh Sách. À, là Thanh Hoan, sư huynh có ở đây không? Sư huynh xuống núi làm hoàng đế rồi. Giờ khắc này, 10.000 dấu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Ngô Thanh Sách. Đã xảy ra cái quỷ gì vậy? Ta mới ở ngoài có nửa tháng thôi mà. Một giây sau, Ngô Thanh Sách mừng rỡ, hai tay bắt thủ ấn tỉnh thần quyết. Đây nhất định là ảo giác. Ngô sư huynh yên tâm, ngươi không tiến vào huyễn trận. Sư huynh từ nửa tháng trước đã đi làm hoàng đế rồi, ta chỉ mới biết tin này từ 2 ngày trước thôi. Trong thư nói hôm nay ngươi sẽ về nên kêu ta tới đây đợi để thông báo với ngươi. Ngô Thanh Sách phát hiện tỉnh thần quyết không có phản ứng mới tin đây đều là thật. Thế là hắn hít sâu một hơi, tiêu hóa tin tức hồi lâu mới hỏi, sư huynh làm hoàng đế nước nào? Thịnh quốc chúng ta à? Đúng thế. Cố Thanh Hoan gật đầu. Cái này, tới khi nào a? Sư huynh đã làm hoàng đế, hẳn sẽ làm luôn. À, Ngô Thanh Sách mặt mày ngơ ngác, sư huynh không còn là đệ tử Quy Tâm Tông sao? Các bạn đang nghe chuyện ta chính là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 369, ta rất để ý. Chuyện này ta cũng không rõ. Sư huynh không nhắc tới trong thư, nhưng ta cảm thấy sư huynh sẽ không rời khỏi tông môn, bằng không chỗ tu luyện này đã đổi chủ. Vậy thì tốt rồi. Ngô Thanh Sách nhẹ nhàng thở ra, vậy chốc lát nữa chúng ta xuống núi tìm sư huynh đi. Cố Thanh Hoan nghe xong thì lắc đầu, sư huynh đặc biệt dặn dò trong thư, khoảng thời gian này kêu chúng ta đừng tới quấy rầy hắn, chờ hắn xong chuyện sẽ tìm chúng ta. Ngô Thanh Sách gật đầu, ta đã biết. Tiếp đó hai người hàn huyên một hồi rồi ai đi đường nấy, Ngô Thanh Sách xuống núi đi về phía Loạn Tinh Đường. Bây giờ trong Quy Tâm Tông, Ngô Thanh Sách có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Không chỉ vì hắn là khôi thủ của thiếu niên anh kiệt hội mà còn vì hắn là thủ tịch đệ tử của Lục Dẫn Long, được bổ nhiệm làm thanh cương, còn là thanh cương trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Cho nên trên đường về, đệ tử thấy Ngô Thanh Sách đều sẽ cung kính hô một tiếng là Ngô Thanh Cương. Trở lại đường của mình, Ngô Thanh Sách phát hiện đường chủ đã ra ngoài, hỏi thăm mới biết đối phương đã tới Tây Bình Phủ chủ trì đại cục, thế là quyết định sửa soạn một chút, ngày mai cũng tới Tây Bình Phủ. Bữa tối, Ngô Thanh Sách vốn cho rằng hôm nay sẽ được ăn đồ ngon do sư huynh làm, nay cảm thấy vô cùng vô vị. Làm hoàng đế? Sao sư huynh lại muốn làm hoàng đế chứ? Ngô Thanh Sách nghĩ mãi không xong thì gãi đầu một cái, hắn cảm thấy mọi chuyện sư huynh làm tất có thâm ý, mà thâm ý này hắn khẳng định không đoán được. Trong lúc Ngô Thanh Sách đang phiền não không gì sánh được, một thanh âm trong trẻo vang lên. Bái kiến Ngô Thanh Cương. Ngô Thanh Sách ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng không khỏi co rúm 2 lần. Là Liễu sư muội a, có chuyện gì sao? Đại khái bắt đầu từ 3 tháng trước, Liễu Tử Câm nổi tiếng Thủy Kính Đường, không, phải nói là nổi tiếng trong Quy Tâm Tông, liền dẫn theo 4 sư muội kiều diễm vô song của mình liên tục tới tìm hắn luận bàn. Mặc dù lần trước lúc ở Yểm Nguyệt Tông, Ngô Thanh Sách cảm thấy ánh mắt 4 người này nhìn mình không đúng, nhưng làm sao cũng không ngờ các nàng lại chủ động đánh tới cửa. Ta thật sự chưa từng trêu chọc các nàng a. Bất quá, không hiểu thì không hiểu, kỳ thật lúc 5 người Liễu Tử Câm các nàng tới tìm hắn, ăn nói vẫn rất lễ phép. Có lữ thấy kiếm pháp của hắn lăng lệ nên xem hắn thành mục tiêu, cho nên mới muốn giao thủ với hắn một chút để biết bản thân kém ở chỗ nào. Dù Ngô Thanh Sách có chút nửa tin nửa ngờ nhưng người ta đã thành tâm tới cầu hắn dạy, hắn tự nhiên cũng không cách nào cự tuyệt, thế là đáp ứng yêu cầu của các nàng. Đến lôi đài chuyên môn tỉ võ của đệ tử, Ngô Thanh Sách theo thứ tự tỉ thí cùng 5 người. Sau đó hắn phát hiện Liễu Tử Câm là người mạnh nhất trong cả 5, huyền khí phi thường đặc thù. Khác hoàn toàn với hậu thiên lôi linh khí sư huynh giúp hắn, dường như huyền khí của Liễu Tử Câm càng khác thường hơn. Thực lực Phương Thu Giao xếp thứ 2, dù không đặc thù như Liễu Tử Câm nhưng về kiếm pháp xem như sắc bén nhất, có thể nhìn ra nàng đã khắc khổ luyện tập rất nhiều. Còn lại 3 tỷ muội Ngu Gia, thực lực cũng không tính là xuất chúng, nhưng khi các nàng liên thủ, Ngô Thanh Sách phát hiện thực lực cả 3 như cao thêm một bậc, cả 3 phối hợp cực tốt, thực lực không hề đơn giản. Bất quá lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là đệ tử mới nhập môn hơn 1 năm mà thôi. Ngô Thanh Sách chỉ đứng giá các nàng với cương vị sư huynh chỉ điểm sư muội, trên thực lực thì chênh lệch 2 bên vẫn tương đối lớn.
Luận bàn xong, năm người cùng cảm tạ hắn đã chỉ giáo, nhưng Ngô Thanh Sách nhìn ra được nét mặt của các nàng vô cùng thất lạc, như việc thua hắn là gì đó nghiêm trọng lắm vậy. Cho nên, đến cùng ta đã trêu chọc các nàng khi nào a? Trong 3 tháng nay, chỉ cần hắn về tông môn, 5 người Liễu Tử Câm đều sẽ đúng giờ xuất hiện trước mặt hắn, muốn cùng hắn luận bàn. Trong 3 tháng nay, thực lực 5 người cũng đột nhiên tăng mạnh, khiến Ngô Thanh Sách không khỏi cảm khái. 5 người này nhất định đã khắc khổ tu luyện, bằng không tuyệt đối không thể tiến bộ nhanh như thế. Đáng tiếc, Liễu Tử Câm các nàng dù tiến bộ thần tốc nhưng tốc độ của Ngô Thanh Sách lại càng nhanh. Vì vậy dù giao thủ mấy lần, Liễu Tử Câm các nàng cũng không phải đối thủ của Ngô Thanh Sách. Bình thường mà nói, đánh không lại sẽ đổi đối thủ, thế nhưng Liễu Tử Câm các nàng hoàn toàn không nhụt chí, vẫn như cũ tới tìm hắn. Cho nên, đến cùng ta đã trêu chọc các nàng lúc nào? Ngô Thanh Sách nhìn 5 tỷ muội trước mắt, không khỏi thầm than. Hắn vẫn đồng ý luận bàn như trước, cơm nước xong, Ngô Thanh Sách theo 5 người tới chỗ so tài. Khi hắn nhảy lên lôi đài thì phát hiện Vu Mạn Văn, Vu Hộ Pháp của Thủy Kính Đường cũng ở đây. Thế là hắn lên trước hành lễ, chào Vu Hộ Pháp. Hắn hành lễ xong thì thấy Liễu Tử Câm các nàng đi tới trước mặt Vu Hộ Pháp, sư phụ. Sư phụ, Ngô Thanh Sách giật mình, làm sao, nhỏ đánh không lại nên mời sư phụ tới. Không đến mức vậy à? Đến cùng, ta trêu chọc các ngươi khi nào à? Thấy biểu lộ ngơ ngác của Ngô Thanh Sách, Vu Mạn Văn cười nói với hắn, ta chỉ đến xem, thuận tiện chỉ điểm cho các nàng một chút, Ngô Thanh Cương ngươi không cần để ý tới ta. Làm sao không thèm để ý? Ta rất để ý có được không? Chương 370, nhất định phải đánh bại Ngô Thanh Cương. Ha, ha, trên lôi đài, 5 người Liễu Tử Câm thở hổn hển, tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy, có thể nhìn ra được các nàng đã dốc hết toàn lực. Ngô Thanh Sách bị vây ở giữa cũng không dễ chịu. Lần này, hắn đã đồng ý một lần đối chiến với cả 5 người Liễu Tử Câm. Hắn vốn tưởng cuộc tỷ thí này vẫn nhẹ nhàng vui sướng như trước, vậy mà không ngờ ngũ tỷ muội lại cùng bày ra phong lôi trận, chế trụ lôi linh khí của hắn. Việc này khiến Ngô Thanh Sách xác định một chuyện, đó là bình thường 5 người này khi luyện tập đều xem để nhằm vào hắn. Trong lúc tỷ thí, số lần đám Liễu Tử Câm công kích đã nói rõ điểm này. Thậm chí Ngô Thanh Sách còn não bổ ra trong lúc thảo luận, 5 người này nói về việc sẽ dùng chiêu gì đánh hắn, người nào ở vị trí nào, quấy nhiễu là ai, phản kích là ai. 5 người này đúng là tới giúp ta tìm ra điểm yếu của công pháp mà. Sau một trận kịch chiến, dù Ngô Thanh Sách không chiếm thế thượng phong nhưng chênh lệch thực lực vẫn khá lớn. Đám Liễu Tử Câm không tạo thành uy hiếp với hắn, nhưng vẫn khiến Ngô Thanh Sách phải tốn không ít công sức ngăn cản. Đa tạ Ngô Thanh Cương chỉ giáo. Tỷ thí kết thúc, 5 người Liễu Tử Câm cầm kiếm, cùng chắp tay với Ngô Thanh Sách. Trận luận bàn này cũng khiến ta có thêm nhiều thu hoạch, cảm ơn mấy vị sư muội. Ngô Thanh Sách lập tức vui vẻ thi lễ. Lần nữa khom người thi lễ với Ngô Thanh Sách, 5 tỷ muội lùi khỏi lôi đài, đi tìm Vu Mạn Văn. Trong lúc 6 người thương lượng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn hắn, ánh mắt quyết tâm phải thắng cho bằng được. Khóe miệng Ngô Thanh Sách co rúm 2 lần, dù rất muốn tiến lên hỏi các nàng một chút, đến cùng vì sao lại cố chấp đánh bại hắn như thế. Nhưng cảm thấy khả năng cao các nàng cũng chẳng nói thật, vì vậy cũng không hỏi làm gì. Dù sao luận bàn với 5 người các nàng cũng có lợi. Ngô Thanh Sách không hổ là đệ tử trẻ tuổi nổi bật nhất. Các ngươi muốn thắng hắn, cần phải nâng cao tu vi thêm một bậc, chỉ dựa vào chiến thuật vẫn không đủ tạo thành uy hiếp gì với hắn. Vu Mạn Văn nhìn 5 người Liễu Tử Câm. Liễu Tử Câm nghe xong có chút bất đắc dĩ, sư phụ, chúng ta thật sự đã luyện tập vô cùng khắc khổ, nhưng tốc độ tăng tiến của Ngô Thanh Cương thật sự quá nhanh. Không phải nói tu vi càng cao càng khó tăng tiến à? Sao ta không thấy Ngô Thanh Cương giống vậy? Vu Mạn Văn gật đầu, biểu lộ cũng có chút kỳ quái, tốc độ phát triển của hắn xác thật có chút quá kinh người, khiến hắn mạnh như vậy không chỉ vì hắn là đệ tử thân truyền của tông chủ thôi. Đâu, tất cả chiêu thức của hắn không hoàn toàn thuộc về Quy Tâm Tông, hẳn hắn đã gặp được kỳ ngộ gì đó bên ngoài rồi. Trong lúc nói chuyện, một khuôn mặt tuấn tú bỗng hiện ra trong đầu Vu Mạn Văn. Chẳng lẽ là hắn? Từ sau cảm giác kỳ lạ về mối quan hệ của Giang Bắc Nhiên và nhắn tin lần trước, Vu Mạn Văn bắt đầu chú ý tới Ngô Thanh Sách. Sở dĩ nàng đồng ý giúp huấn luyện đám Liễu Tử Câm là muốn xác minh ý nghĩ này. Bây giờ tận mắt thấy Ngô Thanh Sách cường đại như vậy, dù chưa có chứng cứ xác thật nhưng Vu Mạn Văn cảm thấy Ngô Thanh Sách và Giang Bắc Nhiên nhất định liên quan tới nhau.
Ai, Ngô Thanh Cương thật lợi hại. Vừa rồi Tử Câm tỷ hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhưng khi ta xuất kiếm vẫn có một khối phi hoàng thạch đột nhiên bay ra đánh trúng tay ta. Ban đầu, ta còn tưởng một kiếm kia nhất định có thể đâm trúng hắn chứ. Thấy sư phụ trầm tư, Ngô Quy Chỉ cảm khái nói. Ngô Quy Miểu ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu, đồng ý, ừm, thật mạnh, nghiêm túc mà nói, trong Quy Tâm Tông, người có thể làm kẻ địch của hắn thật sự rất hiếm. Nghe xong câu này, Ngô Quy Thủy phản bác theo bản năng, nếu sư huynh tìm được công pháp thích hợp, nhất định rất nhanh sẽ vượt qua Ngô Thanh Cương. Ngô Quy Miểu và Ngô Quy Chỉ nghe xong không khỏi sững sờ, nhịn không được mà nhìn tỉ tỉ mình với ánh mắt trêu chọc. Đúng đúng đúng, đương nhiên sư huynh lợi hại nhất a, vừa rồi ta quên trừ sư huynh ra. Tỉ tỉ, ngươi đừng sinh khí. Ngô Quy Miểu cười hì hì nói. Ta nào có sinh khí, chỉ uốn nắn các ngươi một chút thôi. Ngô Quy Thủy có chút đỏ mặt. Tiếp đó, Ngô Quy Chỉ cũng kéo tay Ngô Quy Thủy nói, đương nhiên sư huynh là thiên hạ đệ nhất, đây là chung nhận thức của chúng ta mà, cho nên trong lúc trò chuyện không cần kéo hắn vào. Vì vậy tỉ tỉ đừng nóng lòng a. Ta nóng lòng chỗ này chứ. Ngô Quy Thủy cự lại. Thấy dáng vẻ thất thố của tỷ tỷ, Ngô Quy Chỉ không khỏi cảm khái mị lực của sư huynh quá lớn a. Từ nhỏ ba người các nàng lớn lên cùng nhau, nàng chưa từng thấy tỷ tỷ quan tâm một người như vậy. Lúc nói về đối phương, tỷ tỷ lúc nào cũng vội ra mặt bảo vệ hắn, đổi lại trước kia căn bản không thể nào. Từ khi quay về từ Yểm Nguyệt Tông, sự ăn ý giữa các nàng theo một cách nào đó đã giảm bớt, vì thỉnh thoảng tỷ tỷ sẽ ngẩn người. Dù nàng biết tỷ tỷ là đang nghĩ tới sư huynh, nhưng loại cảm tình này nàng không đồng cảm được. Trước giờ chuyện này chưa từng xảy ra giữa tỷ muội các nàng. Nhất định phải giúp tỷ tỷ đánh bại Ngô Thanh Cương, tạo ra cơ hội cho tỷ tỷ và sư huynh. Trong lúc Ngô Quy Chỉ nhạo báng tỷ tỷ mình, các nàng đã giúp Vu Mạn Văn có suy nghĩ mới. Các bạn vừa nghe xong tập 37 của bộ truyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.